Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, ngày 29 tháng 1, tức ngày 27 Tết, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, toàn quốc đã xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm thiệt mạng 13 người, 15 người bị thương. Toàn bộ các vụ tai nạn trong ngày đầu nghỉ Tết đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn. So với cùng kỳ ngày Tết năm ngoái, giảm 5 vụ, giảm 1 người thiệt mạng, giảm 5 người bị thương. Thực hiện kiểm tra cao điểm dịp cuối năm, tính riêng trên đường bộ, cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý hơn 6.700 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 8 tỷ đồng, tạm giữ 32 xe ô tô, 752 xe mô tô, tước hơn 500 giấy phép lái xe các loại, vi phạm nồng độ cồn xử lý gần 270 trường hợp. Để bảo đảm bình ổn giá cả hàng hóa thiết yếu dịp Tết Nguyên đán 2022, các doanh nghiệp kinh doanh chuỗi bán lẻ và thực phẩm đã tăng lượng dự trữ, bảo đảm nguồn cung hàng hóa không bị thiếu hụt, đồng thời kiềm chế mức tăng giá chung của thị trường. Tại siêu thị Habromart, Winmart và Big C Thăng Long, thời điểm này nguồn hàng dự trữ đã tăng từ 15 đến 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn cung cho ngành hàng tươi sống như thịt lợn, bò, gia cầm, hải sản tăng 25%. Các gian hàng bánh kẹo, giỏ quà Tết đều rất dồi dào với mức giá hợp lý. Giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống tăng nhẹ từ ngày 20 tháng Chạp do nhu cầu tăng dịp cúng ông Công, ông Táo. Tuy nhiên, do có nguồn hàng dồi dào tại các điểm bán hàng bình ổn, các siêu thị, trung tâm thương mại nên giá cả hàng hóa tương đối ổn định. Đối với kế hoạch Tết cho 2022 năm nay thì Tổng Công ty Thương mại Hà Nội chúng tôi cũng nhận định là cũng chuẩn bị lượng hàng hóa dự trữ khoảng tăng thêm 50% so với các tháng. Và riêng đối với mặt hàng thực phẩm thiết yếu nằm trong 13 nhóm ngành hàng thì chúng tôi dự trữ khoảng 300% cái lượng hàng dự trữ tại các nhà cung cấp cũng như là tại các kho trung tâm và các kho của hệ thống. 80% cái nhóm hàng chúng tôi chưa tăng giá để kích cầu, để cho cái nhu cầu tiêu dùng có và chúng tôi phải chấp nhận chịu đựng thêm quà vốn hoặc là có những cái sản xuất có phải lỗ một chút để mà cho cái nguồn cung và coi như cái thị trường hoạt động có cái nhu cầu. Chứ chúng tôi chưa thể nào là vì những cái đầu vào đó tăng mà chúng tôi tăng. Để bảo đảm nguồn hàng tiêu dùng thiết yếu cho thị trường, các nhà bán lẻ đã yêu cầu các nhà cung ứng tăng cường vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là mặt hàng tươi sống. Không chỉ chủ động dự trữ nguồn hàng, doanh nghiệp còn triển khai nhiều chương trình bình ổn giá, giảm giá, khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm.